Truy tìm công dân về từ Ả Rập Xê Út bỏ trốn khỏi khu cách ly. Lợi dụng lúc đi vệ sinh, bà cha ma Á Thị Thập bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung. Công an Đà Nẵng đang tổ chức lực lượng truy tìm người phụ nữ này. Tối ngày 12 tháng 12, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đang tổ chức lực lượng truy tìm trường hợp công dân bỏ trốn khỏi khu cách ly. Trước đó, khoảng 15 giờ 40 phút ngày 11 tháng 12, trường quân sự quân khu 5, đóng tại phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ tiếp nhận 51 công dân từ Ả Rập Xê út nhập cảnh Đà Nẵng trên chuyến bay VN5088. Đến 16 giờ 10 phút cùng ngày, lợi dụng lúc đi vệ sinh, bà Cha Ma Lê Á Thị Thập sinh năm 1983, quê xã Phước Chính, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận trốn khỏi nơi cách ly. Ngay sau khi phát hiện sự việc, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã có công văn gửi công an thành phố hỗ trợ truy tìm nữ công dân trên. Hiện công an thành phố đã yêu cầu công an các đơn vị trên địa bàn tổ chức lực lượng tuần tra truy tìm bà cha ma Lê Á Thị Thập để bàn giao cho công an quận Cẩm Lệ xử lý theo quy định. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.